Chào cả nhà nha, hôm nay đã về được cây giống sung Mỹ VIP-PNR rồi nha cả nhà, cây giống cẩm thạch. Và thời điểm này chúng ta bắt đầu trồng và chăm sóc những cây này thì vừa kịp là đến Tết sẽ cho ra những cái cây sung Mỹ cẩm thạch chi chít trái rất là đẹp để phục vụ cho nhu cầu dịp Tết nha. Các bạn có nhu cầu nhập hàng thì hãy liên hệ với bên mình nha. Nhận hàng kiểm tra mới thanh toán, có bảo hành đúng giống cây sung Mỹ sập cẩm thạch PNR và ship miễn phí toàn quốc nha các bạn.